Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới tiết kiệm 99,9% của nha khoa An Tâm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách hàng ở một đất nước khá là xa, đó là nước Mỹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu cùng với chị nhé. Chị là Annie Huyền Nguyễn, thì chị đến từ Houston, Texas. Chị về Việt Nam để mà thay đổi răng, tại vì răng của chị đã có được trên 12 năm rồi, thì nó cũng đã cũ và màu răng nó cũng không có được đẹp lắm, cho nên là chị về Việt Nam kỳ này để thay đổi răng sứ mới. Dạ. Vậy thì khi mà mình nghe đến nha khoa qua một lời giới thiệu, thì bằng cách nào mà chị đặt chọn niềm tin và về với An Tâm ạ? Chị cũng có hỏi một vài người bạn ở bên Mỹ, thì tình cờ gặp được một bé, nó cũng mới vừa về làm ở nha khoa An Tâm. Thì chị hỏi mọi người là răng của bé như thế nào, thì mọi người nói rất là tự nhiên, rất là đẹp. Thì chị mà nghe tự nhiên thì chị rất là thích, cho nên là chị quyết định liên lạc với nha khoa An Tâm. Nên là chị đã quyết định đến với nha khoa An Tâm đúng không? Thì sau vài lần trao đổi trên mạng đó, thì chị đã làm hẹn qua mạng luôn, không cần phải nhiều thủ tục gì hết. Khi mà bạn chị giới thiệu, chị có biết về cái chương trình thay sứ của nha khoa không, hay là khi tới mình tư vấn mình mới được biết chị ha? Khi mà bạn chị giới thiệu thì chị không biết chương trình thay sứ, thì chị tới gặp tư vấn thì chị mới biết có cái chương trình thay sứ, thì nó tiết kiệm rất là nhiều. Là mình có bao nhiêu răng sứ cũ thì chúng ta đều được áp dụng thay thành bấy nhiêu răng sứ mới nha mọi người. Chị Huyền ơi, thì cái quá trình thay sứ như vậy thì diễn ra có lâu không ạ? Không, rất là thuận tiện, từ vì chị chỉ tới văn phòng đúng 3 lần thôi. Từ vì chị cũng có về đây cũng có một số công việc riêng của chị, cho nên là chương trình rất là phù hợp với cái lịch trình của chị. Chị rất là bất ngờ, tại vì nhiều khi chị nói ủa tại sao có những cái chương trình miễn phí rất là không có hợp lý. Chị cũng không có tin tưởng lắm. Nhưng mà nó là sự thật. Chị có thể cho mọi người biết là khi mà mình tham gia chương trình thì mình sẽ được áp dụng như thế nào? Chị có thể chia sẻ rõ hơn về chương trình không ạ? Những vị khách hàng nào sẽ được đăng ký chương trình ạ? Những người khách đã từng đeo răng sứ rồi thì sẽ được tham gia chương trình thay sứ. Bất kể là mình có làm ở đâu cũng được đúng không chị? Đúng rồi. Vậy thì ngày hôm nay mình đã có một hàm răng mới, thì bản thân chị cảm thấy như thế nào so với hàm răng cũ trước đây ạ? Thì chị cũng không có gặp nhiều người, nhưng mà những người thân của chị thì ai cũng nói là cái form dáng nó đẹp hơn là cái răng cũ của chị. Từ vì hồi xưa là chị có cái răng khểnh, thì bây giờ thì chị lấy lại được cái răng khểnh của chị. Thì chị thấy thích hơn. Thì em cũng được biết là chị có gắn tạo được một tuần để mình ăn nhai theo dõi. Thì chị có thể chia sẻ với mọi người là cái khi mà mình gắn răng sứ này thì mình ăn nhai thì bình thường không chị? Đúng rồi, mình ăn nhai cũng bình thường. Có mất đi độ ngon như nhiều người hay nói không chị ha? Không, theo chị thì vẫn bình thường. Dạ, ăn vẫn ngon đúng không chị? Dạ. Vậy thì ngày hôm nay mình đã thực hiện xong cái chương trình thay sứ của nha khoa An Tâm rồi. Thì chị thông qua đây chị có đôi lời nào muốn gửi đến những vị khách hàng khác mà cũng đang mang những cái răng sứ cũ, cũng muốn thay đổi nhưng mà chưa biết đến chương trình, chị có đôi lời nào không ạ? Đây là một chương trình có thật. Thì mình đã trải nghiệm thực tế. Chị cũng muốn giới thiệu rất là nhiều người mà có, từ vì bên đó họ cũng complain là ok, răng cũng cần đến thời hạn phải thay, nhưng mà chi phí thì nó cũng quá cao. Thành thử đây là một chương trình rất là đúng thời điểm cho mọi người có thể thay được, tại vì nó rất là tiết kiệm rất là nhiều. Nhiều khi rất là bất ngờ, chị cũng không có thể nào tin được. Chị nói với những người thân của chị thì họ cũng rất là nghi ngờ, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Nó đúng là như vậy, chứ không có một cái sự mà cái gì để mình đáng mà phải nghi ngờ. Thậm chí một người bạn của chị ở Việt Nam cũng nói là cách đây 1-2 năm họ làm răng cũng giống như chị mà không có cái giá mà chị đã được làm như bây giờ.
thì rất là tiết kiệm, chương trình rất là nhân văn. Chị nghĩ là chương trình nên nên những người đã làm rồi thì nên giới thiệu bạn bè gần xa, nên lan tỏa đến cho mọi người, cộng đồng mà mình biết. Cũng nhắn nhủ là mọi người đang có răng sứ mà không hài lòng với form dáng răng hoặc là không hài lòng với màu răng thì có thể tới nha khoa An Tâm để tham khảo và thay răng sứ, vì mình có nhiều sự chọn lựa để thích hợp với gương mặt của mình. Thì chị cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên và đội ngũ bác sĩ đã cho chị một hàm răng rất là đẹp. Chị rất là hài lòng với cái service, cái phục vụ. Cái quyết định của chị rất là chính xác, tại vì chị rất là hài lòng với cái hàm răng mới của chị. Và nãy giờ thì chúng ta cũng đã được nghe những lời chia sẻ rất thật tình đến từ chị Huyền, một vị khách ở một nơi khá là xa, đó là đất nước Mỹ. Chị đã đặt niềm tin đến nha khoa An Tâm, và ngày hôm nay điều chị nhận được đó là nụ cười tự tin và rạng rỡ. Và hy vọng rằng tất cả những ai đang có răng sứ cũ thì chúng ta có thể nhanh tay đăng ký chương trình đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới, tiết kiệm 99,9% của nha khoa An Tâm. Và xin được nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của nha khoa An Tâm.